Lá thư số 3. Con, đã lâu không nhận được thư con. Thầy nghĩ là con đã trở lại bình thường. Trở lại bình thường. Thầy nói đây không phải theo nghĩa thông thường, mà là bình thường tâm thị đạo. Than ôi, chúng sinh ít ai có thể trở lại bình thường, vì họ hoặc là đã quá tầm thường, quá bất thường, hay quá phi thường. Người tầm thường là người bị cuộc sống cuốn trôi như một kẻ vong thân buông mình theo dòng sông nghiệp mệnh. Người bất thường là người bị phong ba của cuộc đời quẳng lên bờ sự sống, nằm dẫy chết chờ ngọn thủy triều lôi trở lại dòng sông. Còn người phi thường muốn với lên cao, bay bổng khỏi thực tại khổ đau của cuộc sống, muốn chắp cánh tung bay, vượt xa sự thế, cho đến ngày kia cánh mỏi, sức mòn lại rơi trở về phong ba, nghiệp mệnh. Chúng sanh thường là một trong ba hạng người trên, hoặc là cả ba cùng làm chủ họ, thì biết làm sao trở lại bình thường. Con ạ, thầy biết con đã từng là kẻ tầm thường, rồi có khi bất thường, và bấy lâu nay, từ khi gặp đạo, con lại mang thêm mộng ước phi thường. Con tưởng có thể vùng vẫy ra khỏi quá khứ. Con tưởng có thể hướng đến một tương lai trên giải đất bình an. Và con băn khoăn tự nghĩ, biết bao giờ mình mới được bình an? Hoặc tỏ ra khẳng khái, ta nhất định phải đạt được bình an. Nhưng bằng cách ấy, con đã vô tình đánh mất cái bình an thường tại, mà thầy gọi là cái bình thường, cái đang là, cái đương như muôn thuở của chính mình. Con ơi, sao con lại cứ mãi bỏ rơi cái bình an muôn thuở của con để đuổi bắt cái sẽ là hoặc cái bình an lý tưởng xa xăm? Một thiền sư đã nói, thân tại hải trung hưu mích thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Thân ở biển khơi thôi tìm nước, ngày đi trên núi há tìm non. Cái bình thường là cái khổ đau vô thường và vô ngã mà con luôn luôn ở trong đó. Chỉ vì con vọng cái phi thường, cái thường lạc ngã tịnh hay cái bình an xa xăm nào khác, nên con đã tự bỏ quên cái bình thường thiên thu vô giá. Cũng như một người đãng trí cầm ngọn đèn đi tìm ngọn đèn ấy, tìm mãi không gặp, mà thật ra ngọn đèn nằm sẵn trong tay chưa rời nửa phút. Trở lại bình thường, không phải là có đi có lại, mà con chỉ cần xả ly cái viễn vọng phi thường, chỉ cần buông tay một lần dứt khoát, thế là xong. Nhưng buông tay để trở lại cái bình thường, chứ không phải buông xuôi theo cái tầm thường, nghĩa là làm sao con không bị cuốn trôi trong dòng nghiệp mệnh. Chắc con còn nhớ công án con cá mà thầy cho con lúc trước. Tại sao cá không bị cuốn trôi theo dòng nước? Tại sao cá không bị quăng bỏ lên bờ? Tại sao cá không biến thành rồng để bay bổng lên mây? Chỉ vì cá biết bơi lội trong chính dòng nước bình thường muôn đời của nó. Con tưởng người giác ngộ ra khỏi cái bình thường sao? Không, họ chỉ ra ngoài cái tầm thường, cái bất thường và cái phi thường. Giác ngộ chỉ có nghĩa là trở lại bình thường, mà người ta thường diễn tả thật kêu là ngộ nhập tự tánh. Một thiền sư đã xác nhận, người giác ngộ bất muộn nhân quả, chứ không phải bất lạc nhân quả. Nhân quả biến dịch là cái bình thường, là cái giữ ngã tịnh sinh, cùng ta sinh ra, là cái giữ ngã vi nhất, cùng ta là một. Cho nên họ ở trong nhân quả mà không muội nhân quả, nghĩa là họ sống ung dung trong dòng sông nhân quả ấy mà chẳng hề bị nhân quả cuốn trôi. Và hẳn nhiên trong sự huyền đồng tuyệt đối đó, họ đã là một với dòng sông. Và vì biết như thế, như thị giác, nên đã ra khỏi nó, ra khỏi sự cuốn trôi, luân hồi của dòng sông nghiệp mệnh.
Đó cũng chính là ý nghĩa lời tuyên bố siêu việt của Đức Phật. Không dừng lại, không bước tới Như Lai thoát khỏi bộc lưu. Nếu con có đọc Kinh Kim Cang, thì con nên hiểu chữ thoát khỏi theo lối biện chứng này. Thoát khỏi mà không thoát khỏi nên gọi là thoát khỏi. Nếu không thế thì thoát khỏi chỉ là cơn đại mộng của loài người. Đại mộng ấy đã chi phối hầu hết sinh hoạt của họ, đã hóa hiện ảo thuật trong toàn bộ những thăng trầm, khủng hoảng, phân hóa, chiến tranh của con người mệnh danh là linh ư vạn vật. Ôi tự do, chính mi là ngục tù ràng buộc con người. Ôi giải đất bình an, chính mi là bãi chiến trường bốc đầy khói lửa. Hãy tỉnh ngộ, hãy dừng chân. Tiếng thét sư tử vương ấy đã từng đánh thức Angulimala giữa giấc chiêm bao của kẻ mộng thấy phi thường. Không thể có tự do nào khác, không thể có hạnh phúc nào hơn ngoài cái bình thường muôn thuở. Vậy chỉ còn một lối thoát duy nhất, Thầy xin mở cho con. Tự do là ung dung trong ràng buộc. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Vâng, đúng thế. Vui buồn, được mất, hơn thua, xấu tốt là bản chất của cái bình thường. Nếu con chỉ để một thoáng phân vân lựa chọn là hỏng hết rồi. Nhưng vì sao người ta không kham nổi với cái bình thường? Đức Phật trả lời, chính vì vọng tưởng, tham, sân si. Sống tầm thường là biểu hiện của si mê. Sống bất thường là biểu hiện của sân hận. Sống phi thường là biểu hiện của tham lam. Và ở đâu có si, ở đó có tham sân. Ở đâu có sân, ở đó có si tham. Ở đâu có tham, ở đó có sân si. Tham, sân, si là những ảo ảnh biến hiện khó lường, đổi thay không dứt. Chúng là trùng trùng duyên khởi, trên cái trùng trùng duyên khởi là khổ đau chồng chất trên khổ đau, là chi kiến che mờ chi kiến. Bởi vậy, duyên khởi, khổ đau, chi kiến đã bị xuyên tạc, đã mất bình thường. Từ đó con người sống trong thế giới huyễn mộc của tầm thường, bất thường và phi thường. Đó chính là tiến trình vận hành của vô minh ái dục, thập nhị nhân duyên, biến kế sở chấp, nghiệp báo luân hồi. Thoát khỏi tiến trình vô minh, ái dục, vì thế không phải là để bay bổng vào thế giới siêu nhiên, huyễn mộng, mà chính là lột bỏ tất cả mọi mặt nạ trá hình, mang nhãn hiệu cái ta, để dừng lại hồn nhiên trong cái nguyên tính bình thường, bản lai diện mục. Thiền sư Vĩnh Gia đã từng nói, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng niệm, bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, huyễn hóa không thân tức Pháp thân. Tuyệt học vô vi chính là trở lại bình thường, là nhảy vào giữa dòng định mệnh không một chút sợ hãi. Và lạ lùng thay, ở đó chúng ta gặp lại mặt mũi của mình trong pháp giới mông lung. Đúng là bất tranh nhi thiện thắng như Lão Tử đã dạy. Nhưng biết bao người niệm Phật Di Đà vọng cảnh Tây Phương. Những người phi thường ấy thật là khờ dại. Khi bỏ cõi tịnh độ Ta Bà đi tìm Tây Phương cực lạc mộng ảo xa xăm. Vì không biết rằng Di Đà là tự tánh, tịnh độ là bổn tâm. Đức Phật dạy, tâm bình thế giới bình. Tâm bình hay tâm thanh tịnh là bình thường tâm thị đạo. Vậy tâm bình thường, thế giới bình thường là niết bàn tịnh độ, chứ nào phải tìm kiếm đâu xa. Thế nên cổ đức đã từng nói, điểu ngữ thiền minh giai đạo lý, xương đầu diệp lạc thị thiền na, chim hót ve kêu đều đạo lý, xương mai lá rụng thầy thiền na. Tâm hồn của một người bình thường là thế,
đạo vị và thi vị biết là bao. Trong tâm thái hồn nhiên, chánh niệm và tỉnh giác, con người bình thường ấy có thể mỉm cười khi thấy ba cõi lầm mê tâm tịnh tịch, một đời sinh tử tánh thường như, sớm mai thấy nụ hoa hồng nở, nhẹ gót trần xa mộng tỉnh rồi. Thầy ngừng bút, chúc con thường như trong cái như thường